Chào các bạn, ở video này mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cách để chúng ta tính trung bình rộng các phần tử trong mảng một chiều các số nguyên. Rồi, như vậy các bạn thấy nè, để tính trung bình cộng một dãy số chúng ta đã làm rồi, có nghĩa là các bạn sẽ cho một cái câu for chạy từ giá trị đầu tiên đến giá trị cuối cùng và chúng ta sẽ chia cho cái n phần tử đó. Thì khi áp dụng vào cái mảng một chiều này thì cách làm hoàn toàn tương tự, chỉ khác ở một điểm gì các bạn, thay vì chúng ta tính cái giá trị y của người dùng nhập thì lúc này phải là ay, có nghĩa là cái giá trị của cái danh sách đó chứ không phải là vị trí của nó, các bạn lưu ý nha. Rồi bây giờ các bạn thấy ví dụ như mình có một cái dãy số gồm có 5 phần tử 12, 30, 155 trừ 50 và 14 thì chúng ta sẽ có được trung bình cộng của dãy số là 32.2. Như vậy một câu hỏi đặt ra là cái biến trung bình cộng này chúng ta phải làm như thế nào? Thì các bạn thấy là cái biến trung bình cộng này dù nó ra là phần thập phân hay phần nguyên thì các bạn cũng phải để là kiểu double. Các bạn lưu ý nha, vì chúng ta không có biết được là nó sẽ ra giá trị nguyên hay là ra giá trị thập phân. Rồi, như vậy cách giải của bài tập này á, thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh for để tính tổng các phần tử, sau đó chúng ta sẽ chia cho n, n là số lượng phần tử của dãy số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái code của bài tập. Đây. Rồi các bạn thấy là bài tập này chúng ta vẫn khai báo một cái mảng kiểu nguyên, kiểu số nguyên là mảng A, giá trị y là dùng để giữ các chỉ số của mảng, n là số lượng phần tử, và mình có một cái biến tổng. Đầu tiên thì chúng ta gán biến tổng bằng 0. Rồi chúng ta có một cái biến TBC là trung bình cộng kiểu double. Đây các bạn lưu ý nha. Rồi thì các bạn lại ở phần này là phần quá quen thuộc với chúng ta rồi. Đây là cái phần chúng ta nhập số lượng phần tử và các giá trị của dãy số. Như vậy để tính được trung bình cộng của dãy số thì chúng ta phải làm câu for thôi. Rồi chúng ta sẽ sau câu for thì các bạn sẽ có là tổng bằng tổng cộng cho ai. Rồi sau khi tính tổng được rồi thì chúng ta sẽ có trung bình cộng bằng tổng chia cho n, và các bạn nhớ ép kiểu, nếu không ép kiểu thì chúng ta chỉ nhận được một cái giá trị nguyên mà thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ in ra trung bình cộng của dãy số. Rồi bây giờ để hiểu được bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau, chỗ này mình sẽ phóng lớn lên cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái dãy số. Đây, đây là cái dãy số. Như vậy các bạn thấy nè, đầu tiên giá trị tổng của chúng ta là 0. Rồi như vậy chúng ta sẽ có 5 lần lập. Ở lần lập thứ nhất thì các bạn thấy y bằng 0. Đó, như vậy y nhỏ hơn n, n của chúng ta là 5, y nhỏ hơn 5, đúng. Đúng cho nên chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ có là tổng bằng tổng cộng cho ai, có nghĩa là 0 cộng cho a0. Đấy, các bạn lưu ý nha, y chúng ta đang bằng 0. Vậy a0 là bằng mấy các bạn? A0 là 12, như vậy các bạn thấy tổng của chúng ta, tổng mới sẽ là 12. Đó, rồi lần lập thứ hai. Lần lập thứ hai thì y của chúng ta sẽ bằng 1. Đấy, rồi y vẫn nhỏ hơn n, cho nên chúng ta có cái tổng mới sẽ bằng tổng cũ. Tổng cũ là 12, chúng ta sẽ cộng cho a1. A1 các bạn xem trên danh sách là 30. Rồi 30, vậy các bạn thấy là 12 chúng ta cộng cho 30, vậy chúng ta được giá trị mới là 42 của giá trị tổng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có lần lập thứ ba là y sẽ bằng 2. Thì các bạn thấy y vẫn nhỏ hơn 5, đúng, đúng cho nên chúng ta thực hiện câu for. Vậy là tổng sẽ bằng 42 là giá trị cũ cộng cho y ở vị trí thứ hai là 155. A2 bằng 155.
Vậy các bạn lấy 42 cộng cho 155, như vậy chúng ta được 197. 5 cộng 2 là 7, 5 cộng 4 là 9 và 197. Rồi lần lập thứ tư. Lần lập thứ tư y chúng ta bằng 3. Thì các bạn thấy y vẫn nhỏ hơn 5. Rồi chúng ta vào cái câu tính tổng là tổng bằng 197 cộng cho trừ 5 cộng cho A3. Đây A3 mà A3 của chúng ta là trừ 50, nghĩa là chúng ta sẽ lấy 197 chúng ta trừ cho 50, vậy chúng ta sẽ còn là 147. Rồi 147. Lần lập thứ năm cũng là lần lập sau cùng, y của chúng ta sẽ là 4. Rồi các bạn thấy là y nhỏ hơn 5 đúng. Vậy tổng mới sẽ bằng tổng cũ của chúng ta là 147 nha. 147 các bạn sẽ cộng cho A4 là bằng 14. Như vậy chúng ta có cái tổng là 161. 161. Rồi chúng ta không có lần lập thứ 6, vì khi y tăng lên 5 thì 5 nhỏ hơn 5 là sai. Như vậy chúng ta có là tổng sẽ là 161. Như chúng ta tới câu là trung bình cộng bằng tổng chia cho n, nhưng các bạn phải nhớ là chúng ta ép kiểu. Đây chúng ta ép kiểu. Như vậy các bạn sẽ, chúng ta có là 161 các bạn sẽ chia cho 5. Đây các bạn thấy chúng ta được 32,2. Rồi chúng ta xem có phải 32,2 không. Rồi đúng rồi, 32,2. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chạy cái chương trình này, xử coi phải giống như nãy giờ chúng ta nhập không nha. Rồi 5. Mười hai ba mươi một trăm năm mươi lăm. Mười hai ba mươi một trăm năm mươi lăm trừ 50, 14. Rồi các phần tử vừa nhập là 5 phần tử. Rồi trung bình cộng của dãy số là 32,2. Rồi các bạn thấy rất là chính xác. Vậy bây giờ mình sẽ chạy với các trường hợp những số lớn xem chương trình tính ra được không nha. Đấy các bạn thấy chương trình tính rất là nhanh nữa, các bạn thấy không? Này. Bây giờ chúng ta tính thử lại bằng máy tính xem coi chương trình chúng ta thực hiện đúng không nha. Một hai năm bốn cộng cho 3652 trừ cho 541 cộng cho 32548 cộng 124 cộng 356 2124. 1 2 3 4 5 6 giá trị rồi chúng ta bằng. Chúng ta chia cho mấy các bạn? Chia cho 6. Rồi các bạn thấy là 599860. Rồi 599860 0,166 nữa. Nhờ ở đây các bạn thấy là chúng ta chưa ra được 1.6667. Rồi giờ chúng ta xem lại. Như vậy các bạn thấy là nếu như khi chúng ta nhập vào một dãy số, chúng ta đã ép kiểu rồi, nhưng mà khi in ra nó vẫn không có hiện được cái phần thập phân, thì các bạn lưu ý cho mình như thế này nha. Các bạn phải
xác định được các bạn phải cho cái biến trung bình cộng này bao nhiêu chữ số ở phần thập phân. Các bạn lưu ý nha. Vậy các bạn thấy nè, ở đây là cái câu lệnh để mình lấy hai chữ số ở phần thập phân của cái biến trung bình cộng này. Nếu như đề yêu cầu chúng ta lấy ba số thì chỗ này các bạn đổi lại là ba. Còn các bạn nếu như các bạn thắc mắc là tại sao nó lại như thế này thì mình trả lời cho các bạn là đây là cái cú pháp của suy cộng cộng để chúng ta có thể lấy được số chữ số ở phần thập phân của một biến là kiểu double hay là kiểu log. Các bạn lưu ý nha. Vậy cú pháp của nó là cout set regression. Rồi chúng ta sẽ đặt vào một số nào, hai số 3 gì đó tùy đề, và cái biến trung bình cộng. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái chương trình để xem nó có in ra được cái phần thập phân không nha. Rồi các bạn nhìn nha. Rồi bây giờ mình vẫn nhập là 6 số. Số mình sẽ nhập bất kỳ những số lớn nha. Rồi đấy, các bạn thấy lúc này nó đã in ra được, nó đã lấy cho chúng ta hai chữ số ở phần thập phân. Đấy các bạn lưu ý nha. Rồi như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tính tổng rồi và tính được trung bình cộng của dãy số là các số nguyên. Đối với các dãy số là các số thực thì chúng ta cũng thực hiện hoàn toàn tương tự. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo về suy cộng cộng. Xin chào các bạn.